Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Mình đang chơi ở một cái bản đồ hoàn toàn mới bên server BBE nha, đó chính là đại tiệc Bengu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của TFT. Anh em có thể qua và trải nghiệm. Ở trong cái chế độ Bengu này thì sẽ trở về những cái hệ mà nó khá là huyền thoại của ngày xưa mọi người nha. Những cái hệ khá là huyền thoại như là hệ gì? Đó chính là combo hệ ở những mùa cũ. Mọi người đang xem clip ủng hộ chương trình một like, subscribe và chuông thông báo, có ý kiến bị hãy để ở dưới nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây, dốc đồ. Mình săn dốc đồ mãi mà kiểu là do ta chưa ra mọi người. Mình đang chơi băng tộc. Băng tộc này là một cái mùa mà liên quan đến Braum, anh em cũng nhớ. Olaf cầm băng tộc, gõ choàng đối thủ liên tục ấy. Đấy, đó chính là nội dung như vậy. Trong trận đấu này mình đang chơi với băng tộc. Và siêu nữa khi mà ra được những hệ nào đó khác ngon hơn thì mình sẽ chơi sau nha. Đây là trận đấu đầu tiên mình chơi ở cái bản này nên có gì mà kiểu sai sót anh em comment để cho mình góp ý mình trở nên tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cứ mỗi đầu đến round như 2.5, 3.5 thì chúng ta sẽ được lựa chọn thêm một cái hệ nữa liên quan tới đội hình chúng ta đang chơi. Cái hệ giúp đồ này anh em nhớ không? Con Vega mà kiểu là one shot đối thủ ấy. Đấy là hệ giúp đồ ấy nha. Xíu mình sẽ làm luôn. Hôm nay mình sẽ làm tất cả các hệ cho anh em xem. Chỉ cần lên được Quizana 3 sao thôi. Cái combo này là ổn rồi, không cần nhiều. Cầm hai búa băng rồi nhá. Quizana cầm hai búa băng, gõ nát bản đồ. Sảnh vàng để xíu nữa mình sẽ lựa chọn thêm một cái áo trong bạc để chơi hệ thiên cung. Còn bây giờ thì mình sẽ cứ lắp đồ thủ cho con Mafi cái đã. Hai băng tộc. Chơi chơi hồi khéo lại ra được rút đồ đấy chứ đúng không? Mình cần vé trúng thưởng nha để Ron, hai bờ Ron lên 3 sao cái. Phi công Big Water à? Ui, Big Water anh em ơi. Thấy Big Water này. Hệ này là hệ kiểu hắc vàng nhá. Đây rồi, Big Water. Rồi, Big Water đòn đánh vào kỹ năng của đội bạn đánh dấu kẻ địch. Dấu ấn này sẽ tích trữ một phần sát thương lên kẻ địch. Một của đại bác sẽ bắn vào kẻ địch về đặt được sát thương này. Hai là sẽ 130 cộng 40% sát thương gây ra đại bác. Cái hom báu chứa vàng ngon quá nhở. Hên nga, mình chơi từ lúc nãy đến giờ với gặp cái trận kiểu này đấy. Cứ đầu mỗi round nha, như kiểu là 2.5, 3.5, 4.5, 5.5 ấy, thì nó sẽ đều ra cho chúng ta một cái lựa chọn hệ như vậy mọi người nha. Một cái lựa chọn hệ như vậy có nghĩa là hên xui thôi, chứ không thể nào chắc chắn là chúng ta sẽ có thể kích hoạt full hệ được. Không thể chắc chắn là kích hoạt full hệ được nha, hên xui thôi. Đại bác win đi đừng thua Soraka. Đúng rồi, hay quá. Mình không muốn thua khởi đầu đâu, bởi vì lúc nãy mình chơi một trận rồi, rất khó để thắng nhá. Chơi ở BBE như này tầm top 2-3 là ok rồi, không cần phải top 1 đâu. Bởi vì nó là phiên bản test game mà, chỉ cho các bạn nhìn thấy được những thứ mà anh cần thấy thôi là được rồi. Ui, lõi công nghệ tiếp theo à, gì đấy? Lõi kim cương à? Một lõi vàng. Thôi, mình sẽ lựa chọn tạo tác đi. Bởi vì mình đang muốn một cái đại bác liên thanh cho con Quyana. Một trăm hai mươi ba máu, năm thần thoại rồi. Anh em thấy chưa? Ê ông Giang, ông Giang này như cái streamer gì đó đúng không ta? Mình thấy qua server BBE anh em đặt ông Giang nhiều ghê á. Như streamer nữ nổi tiếng gì đó ở bên
Châu Mỹ sao mọi người? Guyana vẫn đang tương đối mạnh, cộng với cả Big Water nữa ha. Cố gắng phải giữ một lượng máu mọi người nhá, không thể để mất máu nhiều được, mất máu nhiều thì nó khó comeback lắm. Huyền thoại Rantana trong 2023. Chốc Darius 2 sao. Không ra ta, Quijana đâu rồi nhờ? Quijana tôi mất tích rồi anh em ơi. Nếu như mà mình run mà không được ra Quijana nhiều nha là mình sẽ không run nữa. Nico Volibear. Rồi, Thần Thiên Cung. Một cuồng đao. Zoric. Giờ số 2 sao. Soraka 2. Revenge. Achop. Quijana. Mafi. Rồi, có Quijana 2 sao rồi. Quijana 2 sao rồi thì bây giờ mình sẽ lựa chọn cho nó một cái kiểu combo. Một cái kiểu combo như là Hiền Dạ Thiên Cung Quý Nhân Cuồng Đao. Ok, cho của Cuồng Đao đi. Sầu gì mà mình đang chơi chuỗi thắng nhá, nên mình sẽ tận dụng tất cả những gì mình đang có để chơi. Xíu nó chỉ cần ra thêm X2 Big Water thôi là coi như là sẽ có nhiều phần thưởng rơi ra lắm đây. Thần rừng trâu thế, đã 119 máu rồi còn trâu nữa à? Rồi, không sao, cân được á. Cân được á. Bởi vì Quijana gây choáng bởi băng tộc rất ngon nha. Đấy, ăn CC liên tục kìa. Bây giờ ra một 3.5 này mà có thêm một cái Big Water nữa nâng cấp là đẹp luôn. Mappy 3 sao để thủ 7 thiên công 6 phong đấu. Nó sẽ là phong bài mình đang chơi. Lên level 5 luôn mọi người ơi. Lên level 6 luôn nha. Chứ bây giờ mà cứ để ở cái mốc này thì cũng không ổn. Kiểu mình cứ tập trung vào run quá mọi người, mà nó không ra được thì toang. Nên mình sẽ lên cấp luôn, lên level 7 đi. Xin nó kiếm hồ quay vẽ cũng được. Rồi, Ron thần thoại à? Ném. Đùi xổi. Ui ôi, choáng, choáng kìa, choáng kìa. Đã choáng lại còn thêm cái kiểu là Big Water nó nổ bom nữa mọi người ạ. Nên là đối thủ nó bị dồn vào góc khá là đau ấy. Đấy không? Đứng hình. Yasuo Darius. Cứ bắt thôi anh em ơi. 4 xong đấu luôn nha. Cân nửa 78 máu, cân nửa 63 máu. Thread, Kim Long, Sứ Thanh Hoa cân ok. Cứ chơi thôi. Băng tộc, băng tộc, băng tộc, băng tộc. Trời ơi, Quijana. Sau 8 round nữa là mình sẽ có một gói trang bị của On tạo tác. Và nếu như ra Đại Bác Liên Thanh ấy thì coi như là mấy ông này ăn hành với mình luôn này. Quijana ném sẽ cực gắt luôn, gây băng liên tục. Và nếu như 3.5 mà ra một Big Water nữa là mình sẽ có hệ hắc từ sớm luôn.
cái hệ này là hệ liên quan tới kiểu là nổ hũ ở cái mùa 10 nhá. À, mùa 9 chứ. Ông nào mà chơi thần thoại thì ngon quá này. Ông mà chơi thần thoại này sử ra cũng ngon, bởi vì game này nó ra hai sảnh vàng luôn. Mình sẽ bắt Quijana luôn nha, bởi vì thứ mình cần là Quijana 3 sao. Mình sẽ không tập trung ở level 5 hay level 6 để Ron, mà mình sẽ cứ lên cấp vậy thôi. Từ đây trình đầu đánh Cupcakes. Nào Big Water đi nào. Big Water hệ này như có từ 5 vàng là con nhanh blank hay sao ấy. Đây rồi anh em nha, mình đã có Big Water rồi nha. Rồi để xem mình sẽ được phần thưởng gì này. Ai chà, gì đấy, vui vẻ vô địch à. Cái này là cái thứ mà nó khá là khó chịu nha, bởi vì mua 6 giây sẽ one shot một tướng một lần luôn. Rồi, vàng rơi mọi người này. Úp cấp thôi. Trăm máu à? Super Mike à? Mình có hệ sáu giờ hơi kết hợp với kiểu là thiên cung mọi người, nên là cái chỉ số của Quijana đang hút hồi máu rất tốt. Ui, Super Mike khỏe thế. 7 trận thắng cuối cùng bị thua mất rồi. 5.300 máu. Cái này mà cầm cái bữa bùa thăng hoa nhờ. Cái này mà cầm x3 bùa thăng hoa thì bá ha. Ám để đây, xin nó cho vào luôn. Tụi mình có đồ gom chưa ta? Mình sắp có rồi đó. Rồi, xem nào. Nico, Walton, Darius tầm 2 sao thôi. Đại bác nổ nào. Xin ý, kíp hàng nào một vàng.
Càng về sau thì phần thưởng sẽ càng cao anh em nha. Mình sẽ mình thích làm kiểu liên quan tới xúc đồ á, xuất hiện trùng cuối là Vega á, nó sẽ bá hơn. Ủa anh còn hiệu sóng đấu nữa hả? Xong đấu Pianara Gus Bolivia có hết rồi. Bây giờ cũng thiếu Chitana cho vào. Như thế này 6 xong đấu Pianara Bluetooth Silas thì để giữ lại đi, bởi vì xíu nó có việc để dùng. Sáu xong đấu hai đứa cờ bốn kim cương Silas thì hai bán Silas luôn. Pianara thì còn tận 4 con nữa mới lên 3 sao được. Hai đại ca 8 thần thoại rồi, level 8 luôn, em đưa ra. Ông lại chơi Quizana này. Khỏe nhờ. Toàn các fanboy Anduzang. Như Enduzang này là một người mà con gái streamer sao á. Như vậy được, trước mình có xem một lần rồi. Xuất hiện trên YouTube. Nào cho xin đại bác liên thanh đi. Đại bác liên thanh phát là trời ơi quá đỉnh luôn. Đây rồi, vào thêm một bò có on. Đại bác liên thanh kiếm cong à, mùa đông vĩnh cửu Jasmine đã quá. Rồi, một bia 2 sao. Ném cho đối thủ là gọi là đứng hình luôn. Cho Chitana cầm hoặc Irelia cầm đều được. Nhiều sao lên mấy thì cũng sẽ thành tan vỡ thôi. Này sao này giảm hết sao cho tôi giảm. Ui Temu 3 Kai'Sa 2 cảm giác tầm thường của Big Master. Một rương kho báu thay thế bằng một rương kho báu có chứa vàng, vậy là nó chỉ giới hạn là vàng thôi chứ nó cũng không ra được thêm kiểu là nó cũng không thể thêm ra được kiểu liên quan tới kiểu là một hòm kho báu có Neko đúng không, nó chỉ là giới hạn là vàng thôi. Mình sẽ rút cái cuồng đao này ra và cho con Quijana cầm bàn tay công lý luôn nha. Cảm giác cuồng đao hơi dư á. Xoa ca tiếp này. Hút ra, cho vào đây. Rồi, đây nào. Nautilus bán ra. Ra số 3. Ui, Ahri đánh chết con ấy của tôi rồi. Ui. Choáng mọi người kìa. Đứng hình luôn. Băng tộc Big Water. Có ông nào có phi công này, ông này là gì đây, đại ca 8 thần thoại. Ông này mà lên level 10 là 10 thần thoại đó. Thần rừng, rốt đồ. Mấy con 3 sao rồi. 1, 2, 3, 4. Ây sao đã có Vega rồi mọi người này, trùng Vega rồi. Nhưng mà Vega này có mấy vàng đây. Hình như là để xem nào. Nó đẻ ra tiêu, à đây rồi, mỗi năm. Có nghĩa là khi mọi người mà đã kích hoạt được cái mốc mà kiểu như vậy nha, thì cứ mỗi round nó sẽ đẻ ra Vega một lần.
Mustang Select Star Stick ở trong bóng tối. Đúng, Mustang ở trong bóng tối đi. Được đó, mọi người ơi. Mình rim sau nha, mình sẽ chơi cho anh em xem thử về combo, đó chính là dốc đồ lên Vega 3 sao nha. Ông này lựa chọn chơi thần rừng, khá là thông minh. Thần rừng này, full 3 sao đấu sĩ. Ira luôn. Ali thần vật sĩ Ira này. Mình sẽ chuyển sang Ira cầm kiếm cong nha. Ira cầm kiếm cong búa băng. Đòn đánh có tỷ lệ. Thì cái kỹ năng của Ira là nội tại là đòn đánh nha mọi người. Nội tại Ira là đòn đánh chứ không phải là kỹ năng, nên có thể lựa chọn kiếm cong và búa băng cho Ira cầm. Vì mình đang có song đấu dài hơi nữa nên là có thêm nội tại xịn sò. Lee Sin luôn. Lee Sin luôn Neko này. Volibear này. Ui bọc vàng to thế. Giáp lưới này. Rút ra. Kiếm cong. Búa băng. Direct. Ui, con Vega 2 sao rồi. Vega 2 sao rồi mọi người ơi. Nó thả đam. Thả đam kìa. Quá khủng. Hình như là cái hệ mà kiểu sáu round nữa nha mọi người. 6 round nữa là ông này sẽ lên được Vega 3 sao nha. 6 round nữa sẽ Vega 3 sao. Mỗi round khi chúng ta đạt 5 con tướng 3 sao của dốc đồ rồi thì nó sẽ xuất hiện mỗi round một con Vega. Đây này. Đó, lại con Vega nữa này. Là 5 round nữa có Vega 3 sao luôn. Khét chưa? Chitana. Cảm giác Irelia nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Trang bị bây giờ này. Sojin nó sau đó cao hợp lý rồi. Rút này ra cho Lee Sin cầm đi ha. Lee Sin cho vào thay thế vào đây. Quyền năng. Hãy áo xuống lửa. Irae. Irae múa tốt phết. Nhưng do lúc nãy là mình gặp phải cái đối thủ đang chơi combo kiểu là ai solo hơn. Gặp phải Vega nó xả đam ghê quá thôi. Chứ thực tế thì Irae xử lý khá tốt. Soraka 3 sao. Rồi Soraka 3 sao rồi. Cùng đeo này là đồ ok. Mafia thì chịu nữa, mình sẽ đổi Mafia cho con khác cầm để cho nó ổn háp hơn. 42 máu này. Đây. Ông cũng đang chơi thần rừng mà chưa lên nổi dốc đồ. Ông này không có dốc đồ 2 sao. Ông này thì 2 phi công. Ira của đấy có đây nè. Soraka, mình đang thiếu thủ rồi ạ. Lên level 9 nhá. Kiếm một con Ira 2 sao xong một con tướng thủ là ok. Ira làm chậm tất cả mọi con tướng đang có luôn và giảm sao nữa. Tốc độ đánh lên bao nhiêu? 2.73 à? Có vẻ vẫn hơi ít. Ba vàng.
Ezreal. Skin đẹp thật, nhưng mà cái skin linh thú này này nó hơi đắt anh em ạ. Đắt lắm. Hắc ám này, Irae luôn ngon thế. Top 1 thì đang chơi 9 thần thoại. Hình như mất Irae. Ai hả, ông này bắt con Silas, bắt Irae rồi. Rankular ZXE. Ông Vega đâu nhỉ? Đây rồi, ông này còn 4 round nữa nhé mọi người. 4 round nữa sẽ có Vega 3 sao. Máu Kinneret, dốc đồ mạnh quá. Phi công này, Kai'Sa này, Mafi. Bây giờ nếu mà chuyển cho Mafi, đồ của con Mafi này trong một vị tướng khác cầm thì mình sẽ lựa chọn cho một con Rakan đi. Rakan cầm một nhá, bởi có quý nhân này. Temo, dốc đồ giảm sao. Irae. Đội mình thủ yếu quá. Sát thương thì có đấy, nhưng mà thủ hơi yếu. Với cả mình mới chỉ có một băng tộc ấy, nên là hơi khó đỡ. Đây là trận đầu tiên mình chơi, bây giờ server BBE thôi. Round sau lên level 9 luôn này và xả vàng nhé. Trận đấu đang còn dài quá, 42, 45, 49, 51 máu. Vega chuẩn 3 sao rồi. Game này ông này sẽ top 1 này. Đây, Vega này mạnh quá. Mình sẽ học theo này mọi người, học theo cái form bài này chơi nha, đó chính là lên Tamken, con Kobuko 3 sao, Gruna 3 sao, Garen 3 sao, Rek'Sai 3, xong Kinneret nữa. Xong rồi mình sẽ chơi dốc đồ, ok. Một cái đường đi hợp lý đó. Không ra đổi Irelia 2 sao luôn hả? Không, Irelia mình hủy diệt mấy ông này tương đối dễ này. Đó, đốt kìa. Vừa làm chậm lại vừa có khả năng gọi là giảm sao nữa. Mỗi tội chưa ron lên 2 sao này là hơi đuối thôi. 7 song đấu, 1 song đấu là con Yasuo đúng không? Rồi, bây giờ mình cho Yasuo vào kích hoạt 7 song đấu luôn. Mà đang ron kiếm một con Irelia 3 sao mà vẫn chưa thấy đây. Irelia 2 sao vẫn chưa thấy đây. Yasuo 8 song đấu, 4 thiên cung. Đây rồi, Irelia 2 sao rồi. Bán cái này luôn, cho Irelia 2 sao vào. Xong rồi, mình sẽ cho Yasuo vào. Đây, 8 song đấu thiên cung. Cung Mafi tăng giáp và kháng phép. Rồi, thì đây, bán này luôn. Một Mafi nữa sẽ lên 3 sao nha. 8 song đấu. Cái trang bị của Irelia bằng tay công lý thì để xíu mình xem có thể nào suy nghĩ lại cho nó một trang bị khác. Hai đồ luôn này, một dây chuyền trục tội càng bảo cảnh thuyền trưởng đạo Lee Sin, hoàn một cái này cho Lee Sin này, và một dao điện quyền năng áo choàng nữa. Năm mốt máu Vega còn 3 round nữa trên 3 sao. Irae. Ui, 1 round nữa lên 3 sao với Vega rồi kìa. Trời ơi, đam nó nổ kìa. Ghê quá. Không chịu nổi mọi người ạ.
11.000 sát thương. Big Water của mình thì nó phải biết thế, lúc mình chọn băng tộc rồi. Mình cảm giác Big Water nó không có sự thăng hoa lắm. Hai phi công Seth, Azi, Hiroe, Udi. Vega 3 sao rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ông này có quỷ nguyên mọi người. Được Ron Glory khủng lồ hóa, tăng máu. Chiêu này mà không khủng lồ hóa thì bây giờ chỉ còn 7 máu thôi. Đó. May sao có khủng lồ hóa thì mình cũng được như thế này chứ. Rồi, 8 xong đấu solo với cái Super Mech phi công. 8.700 máu mọi người. Iray, bạn ơi, giảm sao nhá, cho giảm sao maximum luôn. Lee Sin hả? Set, giảm sao. Ok, win luôn. Irelia băng tộc. Thôi. Nhìn Vega 3 sao là hết ham rồi. Không có lốc nhở. Lốc lên tốt. Lốc thì tốt anh em à. Không có lốc thì hơi chịu. 6.3. Hy vọng đừng có die là được rồi. Irem mình đốt đau phết chứ, nhưng mà kìa sát thương kìa. Ui Vega kìa. Oh my god nit. Big Water nãy giờ chỉ nhả được có 1 vàng 2 vàng thôi. Ông thần đừng lại đi rồi. Một trong hai người sẽ ra đi và có vẻ như cái xá. Ui. Trận đấu căng vậy, 4, 6, 10, 17 máu. Wukong này, Wukong 2 này. Wukong 2 à? Mình có chuyển thể sang một xíu về kiểu là 6 xong đấu thôi không ta? Mà 8 xong đấu được giảm sát thương ngon quá. Mà Wukong 2 sao lại không có slot để cho vào này. 68 vàng Wukong 2. Mười thần thoại luôn. Ghê vậy. Cân nổi không? 10 thần thoại mọi người ạ. Mười thần thoại anh em à. Mười thần thoại. Cân được không? Irelia. Ok, cân được anh em ơi. Mình còn áo trong bóng tối mà. Cái đéo gì vậy? Endgame luôn, top 3 anh em à. Đây sẽ Irelia, búa băng và kiếm cong mọi người nhá. Cho mình một like, subscribe, mình sẽ quảng ra những clip hay hơn nữa ở chế độ này.